Đồ gỗ Mỹ Tuấn xin kính chào toàn thể các bác. Và clip ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới các bác một chiếc sập ngũ phúc cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ tà Quảng Bình Trọn Vân. Và đây là chiếc sập phiên bản đặc biệt, đẳng cấp, đẹp không thủ đâu ạ. Và sập đã được chúng tôi là hoàn thiện kỹ, xi sát, giấy giáp, đánh trơ vân cỗ mộc theo đúng đánh cổ truyền. Và sập có kích thước chiều dài trên mặt 2m, sâu là 1m60, cao từ mặt đất nên mặt sử dụng là 60 phân. Và mặt sập là mặt hai lá, một tấm gỗ bong làm đôi. Và lá mặt sập là dày đủ độ 2 phân như thưa các bác. Và đây là chiếc sập phiên bản đặc biệt do nghệ nhân bậc nhất chế tác luôn ạ. Và nó đẹp không đối thủ ở chỗ nào, và đẳng cấp thực sự ra sao, tôi sẽ quay chi tiết ở video clip này, các bác gắng theo dõi hết ạ. Đó, sập tam diện, chân đều là chân hộp xỉ nhé các bác nhá. Và mặt hai lá vân gân đẳng cấp luôn, dày đủ độ 2 phân, cùng một tấm bong da. Đấy, bây giờ chúng tôi quay là buổi chiều tối. Đấy, đâm ra là màu sắc nó sẽ khó nhìn hơn nha. Nhưng mà lên camera thì phải nói là quá đẳng cấp luôn ạ. Đây, và các bác xem một lượt phía dạ tiền đi ạ. Hàng thực sự đẹp, làm theo đúng mẫu cổ nó như thế nào. Đây, các bác xem này ạ. Tổng thể dáng sập của chúng tôi nhá, nhìn các bác xem, từ dáng chân hai bên mọc lên, chân rất là khéo. Đấy, dẻo khéo này, và vào các cái đường ống triện nó nầy, tỷ lệ cân đối, không bị méo mó, hai bên cân như nhau các bác nhá. Từ các cái dây triện con kia, đấy, hai bên như nhau, hai cái móc xoáy này, tất cả mọi thứ là tỷ lệ cân tuyệt đối luôn ạ. Riêng nói về sập phúc, nhìn thì đơn giản thôi, nhưng mà thực sự để mà đẹp, đẹp thực sự, không phải là nhiều, không phải ai cũng được nhá, thưa các bác. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết luôn ạ, để gửi tới các bác nhá. Đây, đấy, dạ tiền đây ạ. Đây, chân tôi quay trước tiên là dáng chân. Đây các bác xem dáng chân nó khác bọt. Nhìn thì chân quỳ thì chân nào chả giống chân nào, cũng là chân quỳ. Nhưng để đục đẹp được như này không phải là dễ nha các bác nhá. Đục đúng theo mẫu cổ, không phải là đơn giản một chút nào cả. Dưới thì quả cà đây các bác xem đây ạ. Quả cà liền, đục múi nào ra múi đó, nành, tức là cái múi nào ra múi đó nó không bị gấp khúc này, mà tròn căng bằng nhau. Đó, nó không có các cái nhát đục, không còn cái nhát đục mà nó phẳng tắp ạ, nó bóng, nó phẳng tắp luôn. Đấy, và cái đường xoáy đây, các đường xoáy các bác xem đây, tỷ lệ nó cân các bạn. Đây, xoáy ra rất là khôn và khéo đấy ạ, và nó mập, nó nầy. Đấy, nó lầy mà nó móc. Và các cái đường này cũng như vậy. Và từ cái xoáy con ở trên này nó không méo các bác này, cái xoáy con nó không méo này, nổi căng luôn. Và đây là có một cái móc, một cái vòi đấy ạ, rất mập mạp đây, từ chính diện lẫn ngang rất mập đấy. Vào đây là cái má trơn này, cong quỳ. Và đây lên trên này là đường quay xanh, đúng hình chữ C luôn các bác nhá, đúng hình chữ C luôn. Và cái móc này cũng thế, không oải quá mà không móc quá, nó sẽ bị bí. Đấy, doãn quá thì xấu, đúng hình chữ C không lệch các bạn. Đây ạ. Đây, và chất gỗ gụ Quảng Bình nhá, 100% gỗ gụ Quảng Bình Trọn Vân, hàng cực đỉnh cao luôn. Và đây lên trên này là chán chân đây các bác xem, đục con rơi cắp đồng tiền. Đấy, và con rơi tượng trưng cho phúc lộc. Đây các bác xem này, mồm cắp đồng tiền này. Đấy, đồng tiền tỉa này. Sắc lét, và con rơi đây ạ. Và từ nưng, đấy, khác biệt với những con rơi nếu mà hàng phúc thông thường, cánh ra đây ạ, đục rất đẹp nha các bác nhá. Và rồi, vào tiếp theo đường ống. Đường ống các bác xem đây ạ, rất là nầy tròn. Đường ống nầy tròn này đây các bác xem này, nầy tròn và tỷ lệ rất là cân nha các bác nhá. Và hơn nữa là cái chất gỗ gân này, đấy, gụ bình gân đanh đỉa luôn ạ. Đấy nha các bác xem nhá. Đấy, và ra những cái đường vòi phụ. Đấy, vòi phụ, các cái xoáy con không bị méo mó gì. Đấy, từ các cái xoáy con rất kỹ, chữ thọ này, tỉa ngay ngắn. Các đường xoáy này, ốc bậu đây ạ, xoáy bậu đây ạ, nét căng luôn. Và rồi, lên trên này từ cái đường tay ra con này đây ra, vót tròn như sợi đũa luôn. Đấy, nó rất khéo, và từ các cái rợi này ra cũng như vậy đấy ạ. Đấy, và cái móc này, để cái móc này thông thiên ra kia. Đấy, để cho nó thoáng mà nó lét căng luôn, cứ các cái xoáy con này. Đấy ạ. Và từ các cái đường triện đây. Đấy, đường triện này móc đây ạ. Và rồi, xuống đây là hai chữ song thọ. Một chữ thọ lền, một chữ thọ thủng. Và các đường nét chữ thọ đục thủ công bằng tay, chiết các cái đường khe ra, các cái đường dây chữ thọ căng tròn bằng nhau. Và đây, chữ này cũng như vậy đây. Chữ này đục lên đấy, đục tay nhá, đục sâu và sắc nét, nó khác. Và còn các đường ống này thì đây, nó tròn, tròn tất từ trong ra ngoài đấy ạ. Kể ở đây, các bác xem này, đường ống này. Đấy, đường ống nó tròn từ trong ra ngoài, gọt tròn từ trong vào, từ ngoài này vào trong, sâu ở trong mà tròn căng luôn. Đấy, cho nên chiều 3-4D luôn ạ, đục rất khó nhá. Và rồi ra cái tay đây, các bác xem cái tay rất khéo đây ạ. Cái móc đây, cái móc này cực khéo nha các bác nhá. Đây, cái móc này rất khéo và nó lầy. Đó. Và cái đường triện đây tròn như đũa luôn.
và các lỗ chuyện bằng nhau. Và đây là một cái lãng hoa hồng có cái vải giải lụa vắt qua và những cánh hoa lá hồng. Đấy, và từ các cái múi của cái giỏ hoa này và từ các cái dây chuyện nhỏ ở đây, đây đục đây ạ, gọt tròn căng và đều nhau. Và cái ô vuông này không bị méo nha các bác nhá, chiết nét căng luôn ạ. Còn đây gỗ thì chắc tôi không phải trình bày quảng cáo nhiều. Đây gỗ cụ Quảng Bình đây ạ. Gân đen sừng trâu luôn. Đấy, không phải quảng cáo các bác nhá, để các bác tự đánh giá. Và rồi vào phần chính giữa. Chính giữa thì đục ba con rơi. Ba con rơi này. Con rơi giữa cắp chữ thọ và cây hoa mai mọc xuyên qua chữ thọ, mọc xuyên dưới chữ thọ. Và các bác xem là từ cái tay này, cái tay trên này, cái ống trên này và cái ống dưới tỷ lệ nó rất là cân nhau và nó mập mạp nhá, nó không bị có cái sập thì đục cái trên này rất ống rất là bé này bị cọc còi. Đấy, và các cái này từ tay này ra không khéo không dẻo. Đấy, và đây nó ra tỷ lệ rất là cân. Và nhất là chữ thọ này, đây các bác xem chữ thọ đục sâu nhá. Đục sâu mà vẫn còn cái nốt của cái compa để quay này, để quay tròn đục tay. Cái nhát đục tay trong này các bác nhìn thấy biết ngay, nhát đục này vẫn còn này. Và đục sâu, sắc nét. Đó. Và đây con rơi đây thì thần thái con rơi đây ạ, đục đúng theo mẫu cổ ngoạm và chữ thọ đây. Đấy, và cánh rơi, lông rơi tỉa đây, rất đẹp. Và đây xuống cái gốc cây hoa mai, cổ bông hoa mai cổ không chiết sắc vào. Những cây bông hoa mai mà chiết sắc vào không phải là đẹp đâu nhá các bác nhá, trời đúng lề lối nó phải đục cổ như này mới đẹp ạ. Đấy, các bác nào mà tinh ý biết ngay này. Đấy, đây bên này cũng như vậy. Và rồi đây hai con rơi ven. Hai con rơi ven này, các bác xem mặt này, cánh này. Đấy, và con rơi bên này. Và hơn nữa đây các bác xem chất gỗ thì gần khủng khiếp luôn. Đấy, tôi quay xa quay gần máy thì gần quá đẳng cấp. Đấy, và các bác xem các cái móc này, tất cả các cái móc này rất khéo ạ. Và đây từ cái đường chuyện ở dưới, đây đường chuyện ở dưới các bác xem này. Đấy, về tròn như cái đũa này. Và rồi các cái đường lỗ này ra này, tỷ lệ cân nhau không lệch một chút nào. Đấy, bên này cũng như vậy. Đấy, và từ các cái tay này, tay con này ra này tròn căng ạ. Đấy, các cái đường này móc ra rất khéo. Và bên này thì tương tự như bên kia. Đấy, và đây tôi quay chất gỗ các bác xem rồi nhá. Đấy, chất gỗ thì không phải trình bày nhiều. Không phải lúc nào chúng tôi cũng sưu tầm được chiếc sập và đồng vân đến mức như này, đẳng cấp như này. Đấy, rất khéo nha. Và chân bên này cũng tương tự như chân bên kia, quá đẳng cấp luôn. Đấy, và tôi quay bề chính diện đây ạ. Đấy, và rồi đây, đi lại một lượt mặt tiền để cho các bác quan sát nhá. Dạ, quá gần và vân luôn. Đấy, trời hôm nay là thực sự là rất là khó quay, nó bị mập mờ. Ánh camera nó không thể lét được bằng nhìn thực tế được. Nhìn trên hình ảnh đã đẳng cấp như này rồi thì đến xem thực tế, tôi khẳng định các bác luôn là phải tuyệt vời hơn nhiều. Đấy. Và rồi sang bên đốc ngang. Đây đốc ngang các bác xem đây. Đốc ngang đục cũng y xì như bên tiền luôn. Đấy, cùng một người thợ đàm ra. Cho nên các đường ống các bác chỉ cần quan sát thôi là biết là nó không méo mó này. Và các đường ống rất là lầy mập mạp. Đấy, đường chám chuyện này, quai sách này. Đấy, và đây. Đây, và gỗ này thì chắc không phải trình bày nhiều. Đó, đây gỗ đây ạ. Tôi chỉ quay gỗ nhá, chuyện chám rơi. Đấy, gỗ từ đốc ngang này đẹp, đẳng cấp luôn. Đấy, từ cổ này cũng là vân, đẳng cấp luôn ạ. Và đây, chân hậu. Đây, dáng chân hậu nha các bác nhá, đẹp như chân tiền luôn. Đó, và đây rơi của chân hậu đây ạ. Đó, y hệt như chân tiền các bác nhá. Và rồi sang lốt đốc ngang này. Và tôi quay hơi lâu một chút để cho các bác nào ở xa, các bác không đến xem thực tế tận mắt được thì các bác có thể thông qua hình ảnh nha các bác nhá. Đấy, và đây bên này cũng như vậy này, các bác xem này. Lành lặn này, từ ống ra đều lành lặn như vậy. Và dạ ngang các bác quan sát này, đây này, chữ thọ đục cũng nét căng luôn ạ. Chữ thọ nha, nó vồng lên, nó không phải là phẳng này đâu, hai bên là vét như này xuống, nó lổi lên. Đấy, nó rất là đẹp, căng. Đấy, dạ ngang các cái móc nguyệt đây cũng y hệt như dạ tiền, cùng một người thợ đục ra. Đấy, một người nghệ nhân đục ra. Đấy, nó khác ạ. Đấy, dáng chân đây ạ. Và đây đốc ngang đây ạ. Đốc ngang vào đây chân hậu. Và rồi tiếp theo lên chiếc mặt. Đây, chiếc mặt là cái phần cuối cùng tôi quay. Thì một chiếc sập đẹp thì nó hội tụ đủ. Phải cả đục đẹp, gỗ đẹp, lành lặn, vân đẹp như vậy lành lặn ạ. Chứ nếu mà nó vân đẹp mà có vết thì không nói chuyện đến các bác nhá, nó là hàng lỗi ạ. Và đây, lá mặt đây các bác xem, tôi quay cao máy đây ạ. Vân như nhau, y hệt như nhau luôn. Và vân chạy khắp mặt luôn, không một nốt ruồi, lốt đinh gì cả. Đấy, lành lặn tuyệt đối. Và đây, vân gỗ nha, đây, tôi quay chậm máy này. Đây, quay chậm máy cho các bác xem nha, đây. Đó, vân khủng khiếp không? Không còn một nơi gì để tả nữa, mặt nó quá đỉnh cao luôn.
Đây và rồi tôi với tay vào cái lá trong đây cũng như vậy nha các bác nhá. Đấy tôi với tay này. Đấy các bác xem này. Nó khiếp không? Vườn quá khiếp luôn các bác ạ. Đấy, vườn từ đầu đến cuối chất gỗ ngụ tạc Quảng Bình. Các bác nghe này, tôi đi máy lại để cho các bác xem cho thật rõ và chi tiết ạ. Đấy và đây lá này. Lá ngoài đây ạ. Quá đỉnh cao luôn. Không phải lúc nào cũng gặp những cái sập như thế này. Và tôi nói thẳng luôn là những cái hàng mà thông thường thì các bác alo cái là chúng tôi có luôn. Như những hàng đẹp thực sự như thế này thì không phải lúc nào cũng có. Đấy tôi quay cả một chiếc lá bên này và chiếc lá ở lá ngoài này đây. Đấy, gần có khủng khiếp không? Đều màu chăm chắm luôn. Và chúng tôi không có làm màu bất cứ một cái gì cả, đều đánh xi sáp trần. Đấy, trơ vân cũng mộc đã. Từ cuôi đến dạ đây và tôi quay cả cái cuôi cái cuôi này gần không ạ? Thực sự quá phê mát mắt luôn ạ. 2 mét. Và rồi mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại là 083 626 9999 hoặc số Zalo là 0985 230 888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và các bác hãy đăng ký kênh nhá để ủng hộ chúng tôi, để chúng tôi mỗi ngày ra một clip để đăng lên thật nhiều sản phẩm để phục vụ các bác được nhiều hơn. Và các bác hãy lưu ý là những cái hàng của này của chúng tôi là hàng phúc này thì thực sự ra thì rất là nhiều các bác nhá, nhưng mà để đẹp thực sự là rất là khó. Đấy, cho nên các bác nào mà có nhu cầu có thể là alo trực tiếp cho chúng tôi để chốt sản phẩm này. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở những clip tiếp theo. Xin chào.